Alo. Ừ. Ai có điện thoại ấy nhỉ? Ê. À, úp vãi, đổi nhà chuông bao giờ ấy nhỉ? Alo. Chắc hẳn các bạn cũng biết đấy, cái tiếng chuông huyền thoại vừa nãy chúng ta nghe, ai cũng biết rồi đúng không? Reo lên một phát là biết luôn đấy là iPhone. Thế nhưng tiếng chuông này giờ đã mất đi vị trí độc tôn khi mà tiếng chuông mặc định trên iPhone 10 không phải là nó nữa. Apple muốn dùng iPhone 10 làm thay đổi khái niệm về smartphone một lần nữa. Cái gì trên iPhone 10 cũng muốn thay đổi, cũng muốn làm mới. Và tiếng chuông mặc định cũng như vậy, thay thế cho tiếng chuông truyền thống có tên là Marimba. Thì mới đây, nhà phát triển nổi tiếng Guillermo Rambo đã đăng tải trên Twitter bản nhạc chuông mặc định mới trên iPhone 10 có tên là Reflection. Đoạn nhạc này như thế này này. À mà thôi, bạn nào muốn nghe lại thì tua lại đầu video ấy. Đấy, cái đoạn nhạc lúc mà mình không nhận ra đâu. Thì khi mà nghe được cái đoạn nhạc này thì ông David Phelan từ tạp chí Forbes nhận xét là âm thanh êm, nhẹ quá khiến ông khó nhận biết được cuộc gọi đến trên điện thoại nên khá là bất tiện. Tất nhiên thì người dùng vẫn hoàn toàn có thể tùy chọn thay đổi nhạc chuông mặc định nếu không thích Reflection. Theo mình ý, thì bá đạo nhất trên cái thế gian này chỉ có một là nhạc chuông Nokia, hai là nhạc chuông Bphone. Không tin à? Nghe thử đấy. Vâng, bỏ qua cái cơn sốt về iPhone 10 thì Razer, một hãng vốn nổi tiếng với bàn phím rồi thì chuột tai nghe các thứ, cũng đã tung ra con át chủ bài của mình có tên là Razer Phone. Chiếc điện thoại này đã thể hiện được hoàn toàn tham vọng vô cùng lớn của Razer khi mà vừa mới tham gia vào thị trường smartphone đã giới thiệu ngay một con quái vật hiệu năng ở phân khúc đầu bảng luôn. Cụ thể thì chiếc máy này sẽ sở hữu vi xử lý Snapdragon 835. Cái này 835, nhiều máy 835 mà. 64GB bộ nhớ trong cũng nhiều máy có mà. Pin thì 4000 mAh cũng to đấy, nhưng mà không phải là gì quá đặc biệt. Nhưng điểm quan trọng nhất là nó có tới 8GB RAM. Không chỉ thế, nó là smartphone đầu tiên hỗ trợ Quick Charge 4.0 24W. Hay là nó có hai loa kép được bố trí ở mặt trước với các chứng nhận âm thanh Dolby Atmos và THX. Và một điểm đặc biệt nữa đó là màn hình của Razer Phone. Nó nhắm tới game thủ nhiều hơn khi mà có kích thước 5,7 inch khá là lớn, độ phân giải 2K, tỷ lệ 16:9, nhưng tần số quét lên tới 120Hz, tương tự như iPad Pro của Apple hay là Sharp Aquos Air. Từ đó thì các khung hình trong game sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Người dùng có thể tùy chọn được độ phân giải, tốc độ khung hình tối đa hay là hiệu năng của CPU cho từng ứng dụng thông qua phần mềm Game Booster. Razer Phone đi kèm theo hệ điều hành Android 7.1.1 Nougat khi mà xuất xưởng, nhưng mà chắc chắn sẽ được cập nhật lên Oreo trong quý 1 năm 2018. Phía mặt lưng của Razer Phone thì sẽ có một camera kép với ống góc rộng độ phân giải 12MP, khẩu độ là f1.75 và ống tele có f là 2.6. Phía trước là camera 80MP cho nhu cầu selfie. Về thiết kế thì máy được tạo hình bởi những góc vuông vức, nam tính, đúng chất dành cho game thủ. Nút nguồn ở cạnh phải chiếc máy cũng được tích hợp cảm biến vân tay giống như là những chiếc Sony Xperia Z. Và con quái vật này sẽ được lên kệ vào ngày 17 tháng 11 tại Mỹ với giá là 699 USD, tương đương vào khoảng 15,8 triệu Việt Nam đồng đó. Giá cái vẻ là mình biết tính toán nữa. Vâng, và bản tin cuối cùng của ngày hôm nay đó là một thông tin trong nước về một anh thợ sửa xe máy đã sáng chế ra máy nông nghiệp cho ruộng bậc thang, làm thay nông dân từ A đến Z luôn, và có dự định bán 200 chiếc vào năm 2018 tới đây. Năm 2011 thì với vốn kiến thức được học từ khóa học động cơ ở Thái Nguyên thì anh Tuấn, cái anh thợ sửa xe máy này tên là Tuấn, và anh ấy đã mày mò tìm hiểu thêm. Và năm 2012 thì anh chế tạo thành công máy cào cỏ vun ngô và được bà con rất là tin dùng luôn. Nhưng mà chưa hài lòng với cái kết quả đó thì anh tiếp tục chế tạo máy cào cỏ, cuốc đất, vun ngô, đánh rãnh. Bà con trong xã lại còn hài lòng hơn nữa với sản phẩm do anh làm ra, bởi vì từ bây giờ họ chả làm gì cả. Nhưng mà vẫn không dừng lại ở đó, anh lại còn tiếp tục cải tiến và chế tạo ra cái máy nông nghiệp đa năng đầu tiên vào năm 2015. Máy chỉ nặng khoảng 30 cân mà thôi, tức là còn chưa bằng một nửa mình luôn. Bao gồm 8 tính năng như là cào, cuốc, kéo, phát điện, phun thuốc, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó thì còn tiết kiệm xăng và lại còn bảo hành trọn đời đấy chứ. Không biết là bảo hành trọn đời máy hay là bảo hành trọn đời của anh đấy. Nhưng mà thôi,
Nói chung là tính đến tháng 10 năm 2017 thì anh Tuấn đã bán được khoảng 300 chiếc máy, giá dao động từ 10 đến 25 triệu đồng, lợi nhuận bình quân cho một máy là khoảng 4 triệu đồng. Do bà con là nông dân nên có nhiều trường hợp gia đình gặp khó khăn thì hợp tác xã sẽ cho mua trả góp không lãi trong vòng 2 năm. Theo kế hoạch kinh doanh thì năm 2018, hợp tác xã sẽ bán ra 150 máy ở Bắc Cạn và 50 máy nữa tại Sơn La. Vâng, đó là tất cả những thông tin chúng ta có trong bản tin ngày hôm nay. Theo mình thấy thì iPhone này, iPhone 10, Razer Phone này, tất cả đều không bằng anh nông dân sáng tạo ở trên miền núi phía Bắc Việt Nam. Nói chung là nếu mà chúng ta lại dấy lên cái vấn đề đó là mấy ông tiến sĩ giấy, mấy nhà khoa học ngồi ở trong cơ quan thì làm gì để cho nông dân phải tự đi làm. Thật ra thì ý kiến của mình thôi nhé, đó là nông dân là những người họ làm việc trực tiếp trên cánh đồng, họ biết rõ nhất họ cần cái gì, cho nên việc nông dân sáng tạo ra những chiếc máy thiết thực hơn những nhà khoa học là cái chuyện khá là dễ hiểu. Còn những nhà khoa học thì họ có việc của họ mà, chúng ta không quan tâm. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin ngày hôm nay? Hãy chia sẻ với Techmark vào bên dưới video nhé. Và đừng quên bọn mình có một cộng đồng vô cùng vui vẻ với tất cả các anh em đam mê về công nghệ trên Facebook có tên là Cộng đồng Techmark Việt Nam. Các bạn chỉ cần lên search group đó là ra, vào thoải mái luôn, vào để chém gió với mình. Còn bây giờ thì thôi, muộn rồi, mình phải đi ăn cơm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.